Lớp 5, bài 2, câu 1. Sản phẩm có giá cao nhất hiển thị sản phẩm có giá cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bảng gì? Thôi tập trung đi. Quản lý bán hàng. Quản lý bán hàng. Bảng sản phẩm. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có lớp 5. Lớp 5 chỗ này là 2.1. Thôi tập trung đi. Giá cao nhất select. Sao? Rom sản phẩm. Rồi gì nữa? Where? Giá cao nhất. Rồi, where giá sản phẩm bằng. Ồ, hay quá ta. Select. Mắc. Hay. Giỏi. From. Sản phẩm. Đóng ngoặc. Chấm phẩy. Ghê ta. Sản phẩm có giá cao nhất. Dễ không? Được, tạm là được rồi. Dễ không? Không biết thầy hỏi gì nữa. Em ơi, được không? Làm lại câu hồi nãy đó. Tìm sản phẩm có giá cao nhất. Được không? Ngồi lo đặt cái tai nghe. Nghe thầy không nghe. Giọng thầy đâu có tệ đâu mà. Hả? Câu tiếp theo. Vui lòng nghe ông giáo 10 cái coi. Hiển thị sản phẩm có giá thấp nhất thì làm sao? À, hay quá. Rồi, chỗ này là 2.2. Ctrl C, Ctrl V là xong, đúng không? Phải không? Ctrl C, Ctrl V, rồi gì nữa? À, đổi IN, xong. Sản phẩm có giá thấp nhất 50, số lượng giá 7 triệu phải không? Giá thấp nhất. Dễ quá ta. Câu tiếp theo.